chào cả nhà. Thì đằng sau mình đây là chiếc Focus Titanium phiên bản 4 cửa. Thì thực ra chiếc xe này nó không có cái gì xa lạ với các bạn nữa, thì nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà một điều đặc biệt ở đây là cái phiên bản Focus Titanium 4 cửa này hiện tại trên thị trường còn số lượng rất hạn chế. Nó chỉ còn khoảng vài chiếc trên thị trường thôi, đặc biệt là cái màu trắng này. Thông tin thì các bạn cứ thử đi các showroom khác mà xem, họ sẽ không còn chiếc mẫu xe này. Nhưng mà bên mình vẫn còn. Hiện tại chiếc xe này ngưng sản xuất rồi, nhưng mà độ hot của nó vẫn còn, bởi vì nó rất là hiếm hàng. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe này, hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để trên video để nhận báo giá chi tư vấn trực tiếp. Showroom của mình là 6A Trần Hưng Đạo, quận 1, nằm ngay trung tâm Sài Gòn, gần chợ Bến Thành. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn về chiếc Focus Titanium 4 cửa này nha. Ok, đây là phần đầu xe của Focus Titanium 4 cửa. Điều nổi trội của chiếc xe này là về phần động cơ. Phần động cơ của xe này rất là chạy rất là hay. Cảm giác lái rất là tốt. Công suất lên đến 180 mã lực, dung tích chỉ 1.5 lít, sử dụng công nghệ EcoBoost, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và cho công suất cực kỳ mạnh mẽ. Khi các bạn chạy xe này, các bạn rất là thích về cái cảm giác lái của xe này. Đây là phần nội thất của Focus Titanium 4 cửa. Nội thất rất là sang trọng ha. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó vẫn toát lên được cái vẻ sang trọng. Ghế da 100%. Da cao cấp nha. Các bạn nhìn cái form ghế là các bạn biết cái xe thể thao rồi. Cái ghế nó ôm sát người lái. Đây là hàng ghế thứ hai của Focus Titanium 4 cửa. Mặc dù một chiếc xe thể thao nhưng cái hàng ghế thứ hai nó vẫn đảm bảo được cái độ rộng rãi của một phân khúc sedan hạng C. Rất là rộng ha. Các bạn đi chơi du lịch, gia đình thì thoải mái. Là một sedan phân khúc hạng B cho nên có hạng C. Thì các bạn khỏi lo về cái độ rộng rãi của cái cốp. Cốp rất rộng luôn. Cốp này mình thấy có thể để được 3 cái vali full size. Ok, vậy là xong. Mình đã giới thiệu sơ các bạn về chiếc Focus Titanium 4 cửa này. Hiện tại mức giá của xe Focus Titanium 4 cửa này là 770 triệu. Nhưng hiện tại bên mình đang giảm giá lên đến 50 triệu tiền mặt. Hoặc tặng combo phụ kiện lên đến 70 triệu. Thì cái xe này số lượng còn rất là hạn chế và màu sắc nó cũng rất là ít. Cho nên các bạn có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với mình để nhận được báo giá chi tiết. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.